Linh Còn Chiều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ sẽ công bố đề cử viên Tổng thống trước ngày 7 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Jimmy Harrison vào hôm thứ Hai cho biết là Đảng Dân Chủ sẽ công bố đề cử viên Tổng thống trước ngày 7 tháng 8 và cam kết quy trình đề cử công khai và công bằng. Trước đó, thì Phó Tổng thống Harris nhanh chóng củng cố sự ủng hộ cho cuộc tranh cử Tổng thống của bà và nhận được cam kết từ hàng trăm đại biểu. Theo bốn nguồn tin thân cận, thì ban vận động của bà Harris đặt mục tiêu hoàn tất đề cử Tổng thống của bà trước ngày thứ Tư và bảo đảm là đa số trong số gần 4.000 đại biểu dự đại hội để mà thắng đề cử. Tổng thống Joe Biden ủng hộ cho bà Harris là người kế nhiệm ở ông, nhưng không thể buộc các đại biểu noi gương ông. Bảo đảm sự ủng hộ của đại biểu và quan trọng để mà bà Harris thay thế ông Biden trên lá phiếu vào ngày 5 tháng 11, chuyên cương vị đề cử viên của đảng đối đầu với ông Donald Trump. Trong cuộc họp báo, thì ông Harrison cho biết rằng, Ủy ban cam kết quy trình đề cử công khai và công bằng. Công việc phía trước có thể chưa từng có tiền lệ, nhưng ủy ban bảo đảm quy trình sẽ minh bạch, nhanh chóng và có trật tự, hướng đến một đảng dân chủ đoàn kết. Bà Minomoa là chủ tịch của đại hội toàn quốc Đảng dân chủ năm 2024 thì cho biết: Vẫn cần quy trình đề cử online trước đại hội trong ngày 19 cho đến ngày 22 tháng 8 ở tại Chicago. Ủy ban trước đó thì công bố cuộc bỏ phiếu online sẽ diễn ra kể từ ngày mùng 1 tháng mùng 1 cho đến ngày mùng 5 tháng 8 để mà quy trình đề cử kết thúc trước ngày mùng 7 tháng 8. Hạn chót theo luật của Ohio. Các nhà lập pháp bộ Ohio sau đó rời hạn chót sang ngày mùng 1 tháng 9, nhưng giới chức của Đảng Dân chủ hy vọng là hoàn thành trước hạn chót ngày mùng 7 tháng 8 để tránh bất kỳ rủi ro pháp lý nào ở tại tiểu bang này. Thẩm phán ở Missouri hủy bỏ bản kết tội giết người của người bị cầm tù hơn 30 năm. Một thẩm phán ở Missouri hôm thứ Hai hủy bỏ bản kết tội của Christopher Dunn, người ngồi tù hơn 30 năm dìm dường giết người, ông khẳng định không thực hiện. Phán quyết trên có lẽ sẽ đưa ông Dunn ra khỏi nhà tù, nhưng không rõ khi nào việc đó xảy ra. Ông đang thụ án tù chung thân không được ân xá. Thẩm phán Jason Sager ở St. Louis đưa ra phán quyết nhiều tuần sau khi ông chủ tòa phiên tòa 3 ngày về số phận của ông Dunn Ông Dunn năm nay 52 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ 1 trong vụ bắn Rico Rogers, 15 tuổi, hồi năm 1990. Công tố viên Gabi nộp kiến nghị hồi tháng 2 đề nghị hủy bỏ bản kết tội. Buổi nghe lời khai diễn ra trong tháng 5. Luật sư Tricia Rocho Bosnell của ông Dunn cho biết bà vô cùng vui mừng trước phán quyết của thẩm phán. văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Missouri phản đối cố gắng để hủy bỏ bản kết tội của ông Dunn. Trong buổi nghe lời khai hồi tháng 5, luật sư của tiểu bang nói rằng lời khai ban đầu từ hai thiếu niên tại hiện trường xác định ông Dunn là thủ phạm là chính xác. Mặc dù khi trưởng thành họ rút lại lời khai. Phát ngôn diện Madeleine Seren cho biết văn phòng Bộ trưởng Tư pháp sẽ kháng cáo. Quyết định trong vụ của ông Đôn được đưa ra vài ngày sau khi bà Sandra Hammy được thả ra khỏi nhà tù ở miền Tây Missouri sau khi ngồi tù 43 năm vì tội giết người mà một thẩm phán xác định bằng không thực hiện. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp cũng phản đối trả tự do cho bà Hammy. Các vị dân biểu Cộng hòa và Dân chủ kêu gọi Giám đốc Cơ quan Mật vụ từ chức. Giám đốc của Cơ quan Mật vụ là Kimberly Chitler, phản bác lời kêu gọi từ chức vì sai sót an ninh khiến cho ứng cử viên tổng thống là donald trump bị thương trong một âm mưu ám sát và làm cho các nhà lập pháp bất bình vì từ chối cung cấp chi tiết về sự việc mặc dù thường chia rẽ về phần lớn các vấn đề chủ tịch ủy ban giám sát hạ viện jim comer và thành viên dân chủ là jamie ruskin đều kêu gọi bà chitler từ chức Ông Comer cho biết rằng ủy ban không tin tưởng bà ta có thể lãnh đạo cơ quan nữa. Và ông Reskin cho biết bà đã mất đi sự tin tưởng của Hạ viện tại thời điểm rất quan trọng trong lịch sử của đất nước. Và trong buổi điều trần hơn 4 tiếng đồng hồ, bà đã gọi vụ nổ súng ngày 13 tháng 7 là sai sót hoạt động nghiêm trọng nhất tại cơ quan một vụ trong nhiều thập niên qua. Và so sánh với âm mưu ám sát cựu Tổng thống Ronald Reagan vào năm 1981, nhưng bà liên tục phản bác lời kêu gọi từ chức có lúc nói rằng bà nghĩ bà là người phù hợp nhất để mà lãnh đạo cơ quan mật vụ tại thời điểm này buổi điều trần vào hôm thứ hai đã đánh dấu vòng đầu tiên của sự giám sát về âm mưu ám sát tại một cuộc tuần hành vận động tranh cử ngoài trời ở tại butler pennsylvania ông donald trump đã bị thương ở tai và một người tham dự cuộc tuần hành đã bị thiệt mạng và một người khác thì bị thương và tay súng Thomas Crooks, 20 tuổi, đã bị bắn chết. Hiện thì chưa rõ động cơ của anh ta trong vụ nổ súng này. Trong ngày thứ tư, thì giám đốc FBI là Christopher Gray sẽ ra trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson sẽ công bố lực lượng đặc nhiệm giữ nhiệm vụ điểm liên hệ cho các cuộc điều tra của Hạ viện. cử tri dân chủ ở San Francisco nhanh chóng dẫn động ủng hộ phó tổng thống Harris. Chưa đầy 24 giờ sau khi tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc chạy đua và ủng hộ phó tổng thống Harris làm tổng thống, các nhóm cử tri dân chủ ở San Francisco nhanh chóng tổ chức cuộc tuần hành ủng hộ bà. Tại cuộc tuần hành phía trước tòa thị chính San Francisco, Adrian Chang mặc chiếc áo ông đã cất trong tủ 4 năm qua, chiếc áo in hình bà Harris thu hút sự chú ý của người ủng hộ. Ông cho biết ông có chiếc áo này cách đây 4 năm. Ông sẵn sàng ủng hộ bà Harris nên ông hãnh diện mặc chiếc áo này. Ông nghĩ mọi người sẽ thấy rất nhiều áo như thế này trong những tháng tới. Ông Trevor Chandler, người đang tranh cử chức vụ giám sát viên khu chính ở San Francisco cho biết, cử tri khu chính đặc biệt quan tâm về cuộc bầu cử tổng thống Cuộc trò chuyện với cử tri tiềm năng của ông nhanh chóng chuyển từ các vấn đề địa phương về an toàn công cộng và chiến lược cộng đồng sang lo ngại về đảng Dân Chủ. Sự thay đổi kịch tính mang lại phấn khởi cho San Francisco, nơi bà Harris làm công tố viên từ năm 2004 đến năm 2011. Các lãnh đạo thành phố và tiểu bang tại cuộc tuần hành hoàn toàn ủng hộ bà Harris. Thị trưởng London Bridge nói rằng hiện tại bà Harris cần chúng ta hơn bao giờ hết chúng ta không được lãng phí thời gian. Quản lý tài chính tiểu bang Malia Cohen nhấn mạnh bà Harris không chỉ là người phụ nữ da đen, người phụ nữ gốc Nam Á, mà bà còn là một người chuyên nghiệp tập trung vào công lý và công bằng. Giám sát viên Aaron Perskin cho biết ông hoàn toàn ủng hộ bà Harris trong cuộc chạy đua để bảo vệ dân chủ khỏi chủ nghĩa cực đoan của ông Trump. Chỉ còn 106 ngày nữa bà Harris sẽ cần chúng ta đoàn kết để ủng hộ bà. Hai vị thường nghị sĩ giới thiệu dự luật để đẩy nhanh chấp thuận các dự án năng lượng. Hai nhà lập pháp hàng đầu của Ủy ban Năng lượng Thường viện vào hôm thứ Hai giới thiệu dự luật được mong chờ lâu nay để đẩy nhanh cấp phép truyền tải điện, các dự án khai khoáng và xuất cảng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG. Thường nghị sĩ là Joe Manchin và John Parasol cho biết là dự luật của họ sẽ củng cố lưới điện và giữ giá điện ở mức thấp. Xây dựng khả năng truyền tải sẽ đưa điện đến các thành phố, từ các dự án điện có thể tái tạo, trong đó nhiều dự án đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ đạo luật giảm lạm phát năm 2022. Gần 2.000 MW năng lượng sạch đang chờ kết nối với lưới điện và dự luật có thể giúp đẩy nhanh mục tiêu của chính quyền Joe Biden để trung hòa carbon trong ngành điện Hoa Kỳ trước năm 2035. Dự luật cho các công ty thêm cơ hội bỏ tàu thuê khai thác dầu khí ngoài khơi kể từ năm 2025 cho đến năm 2029. Ngoài ra thì dự luật quy định thời hạn là 90 ngày, Bộ trưởng năng lượng phải chấp thuận hoặc là bác đơn xin xuất cảng LNG. Được ông Barrasso cho biết là sẽ chấm dứt việc tạm ngừng sự chấp thuận như thế này của tổng thống Joe Biden. Ông Barrasso cho biết rằng lâu nay hệ thống cấp phép của Washington đã cản trở sản xuất năng lượng, ảnh hưởng đến các gia đình ở tại Wyoming và trên toàn quốc. Quốc hội phải can thiệp và khắc phục việc này. Ông Menchin gọi đây là dự luật lưỡng đảng giúp đẩy nhanh cấp phép cũng như mang lại sự chắc chắn hơn cho tất cả các dự án về năng lượng và khai khoáng. Không bỏ qua việc bảo vệ môi trường và các cộng đồng bị ảnh hưởng. Và theo hiệp hội khai khoáng quốc gia thì dự luật có thể mở đường khai thác những khoáng sản quan trọng sử dụng trong truyền tải, năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng như là đồng đoạn video mà cảnh sát illinois đã bắn người phụ nữ da đen đã gây phấn nộ cảnh sát của tiểu bang illinois vào hôm thứ hai công bố đoạn video trong vụ một cảnh sát của văn phòng cảnh sát trưởng đã bắn chết một người phụ nữ da đen tại nhà của cô trong tháng này cho thấy chi tiết của vụ nổ súng mà một số người so sánh với những vụ nổi bật trong đó cảnh sát sử dụng đến vũ lực thái quá với người da đen Ông Sean Grayson là cựu cảnh sát của văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Sangamon và bị truy tố ba tội giết người ở cấp độ 1 vào tuần trước, đã bắn ba phát đạn vào cô Sonia Massey. Ông Grayson đã cũng đối diện với tội hành hung có tình tiết tăng nặng và một tội sai phạm khi thực hiện công vụ. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ hai cho biết rằng cái chết của cô Massey trong tay cảnh sát đã nhắc nhở chúng ta rằng người da đen lo sợ cho sự an toàn của họ nhiều hơn là những người khác. Ông cũng kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật cải cách cảnh sát được đặt theo tên ông George Floyd là người đã bị cảnh sát sát hại vào năm 2020. Ông Grayson năm nay 30 tuổi và đồng nghiệp được gọi đến nhà của cô Maxi ở tại Springfield để mà điều tra thông tin một kẻ rình mò vào lúc gần 1 giờ sáng ngày 6 tháng 7 Đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy là cô Marcy năm nay 36 tuổi đã nhấc nồi nước sôi ra khỏi bếp theo lệnh của cảnh sát. Và khi cô ta nhấc nồi nước sôi xuống thì người cảnh sát đi cùng đã rời khỏi nhà bếp đi sang phòng khách. Ông nói rằng ông muốn tránh xa nước sôi và cô Marcy cho biết tôi khiển trách ông nhân danh Chúa Giêsu. Sau đó ông Grayson đã chĩa súng và dọa bắn vào mặt cô khi Grayson ra định cho cô bỏ nồi nước xuống thì Madison trả lời tôi xin lỗi và bắt đầu né tránh. Grayson lại yêu cầu cô ta bỏ nồi xuống và người cảnh sát thứ nhì đã rút súng ra. Grayson đã tiến về phía nhà bếp, quát tháo cô bỏ nồi xuống và bắt đầu bắn. Sau đó thì ông báo với cấp trên là ông vừa bắn vào mặt cô Marcy và mở camera gắn trên người lên. Toàn bộ sự việc được camera của người cảnh sát kia ghi lại bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin hoa kỳ của hồn việt tv chiều nay và sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế